vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở phần 79 của bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu mà chúng ta theo dõi kỳ trước, thì được biết, thoát khỏi đầm lầy, Âu Dương Phong bắt Quách Tĩnh lên ngựa, phóng về hướng nam mấy mươi dặm, thì bên đường có một thôn xóm hoang tàn, đầy tử thi và vài mươi con dê. Họ vào một thạch thất. Lão ra lệnh, khi nào Quách Tĩnh thắng được lão, thì mới được ra đi. Hai người luyện công và suy nghĩ kinh thư, rồi áp dụng đấu với nhau hơn một tháng. Võ công Quách Tĩnh tăng tiến rất nhiều, nhưng chưa thắng được Âu lão. Một đêm nọ, chú Bá Thông theo lệnh trong một bức thư của Hoàng Dung đuổi bắt Cừu Thiên Nhận từ miền Nam đến tận vùng Đại Mạc này. Cừu lão thấy có ánh đèn trong thạch thất, liền phóng vào, ẩn nấp. Thế là bốn người gặp nhau, đấu vòng tròn và đấu chéo nhau suốt đêm ấy. Cho đến sáng tỏ thì chú Bá Thông không còn thích thú nữa, nổi giận đánh đuổi Cừu Thiên Nhận và Âu Dương Phong chạy mất. Quách Tĩnh còn lại một mình cưỡi con tiểu hồng mã đi mãi về hướng đông, rồi đuổi kịp đại quân Mông Cổ. Trích Biệt và Sát Hợp Đài ở lại tiếp quản Mạc Tư Khoa. Truật Xích và Tốc Bất Tài ở lại cai trị các nước phương Tây do Mông Cổ chiếm được. Nay thành các tư hãn cử Oa Khoác Đài thống suốt trung quân, Đà Lôi tả quân, Quách Tĩnh hữu quân đi đánh quân Kim. Đại hãn trao ba túi gấm cho ba người, dặn khi hạ được đô thành mở ra để biết kế sách tiếp theo. Quách Tĩnh về lều thăm mẹ trước lúc nam chinh. Hai mẹ con lén mở túi gấm ra xem, họ vô cùng kinh ngạc. Trên tờ giấy viết một mật lệnh của thành các tư hãn sai ba cánh quân của Oa Khoác Đài, Đà Lôi, Quách Tĩnh phá xong quân Kim thì lập tức chuyển quân xuống nam, dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tay đánh phủ Lâm An, tiêu diệt nhà Tống, từ đó thiên hạ sẽ thống nhất về Mông Cổ. Trong mật lệnh lại nói nếu Quách Tĩnh có thể lập được đại công ấy thì nhất định sẽ cắt đất phong dương cho, không tiếc trọng thưởng. Còn nếu có lòng khác thì Oa Khoác Đài và Đà Lôi đã có lệnh chỉ, cứ lập tức chém đầu y, mẹ y ắt cũng sẽ bị lăng trì. Quách Tĩnh ngẩn ra suốt hồi lâu mới nói, mẹ, nếu không phải mẹ phá túi ra lấy được mật lệnh thì tính mệnh mẹ con ta không thể giữ được. Nghĩ tới con là người Đại Tống, há lại có thể bán nước cầu vinh sao? Lý Bình nói, kế sách hôm nay nên làm thế nào đây? Quách Tĩnh nói, mẹ, chỉ cần lão nhân gia người chịu vất vả, chúng ta liền đem trốn về nam thôi. Lý Bình nói, đúng rồi, ngươi mau đi thu thập hành lý, nhớ đừng để tiết lộ hình tích nha. Quách Tĩnh gật đầu, quay về trướng của mình, lấy những vật tùy thân, ngoài con tiểu hồng mã, còn chọn thêm 8 con ngựa khỏe. Nếu đại hãn điểm binh đuổi theo, thì có thể cùng mẹ thay đổi mặt cưỡi để giảm sức ngựa, dễ thoát thân hơn. Đối với tất cả những vàng bạc châu báu mà đại hãn ban cho, y đều không lấy một món. Ngay cả thanh kim đao, chui khảm đầu hổ cũng để lại trong trướng. Cởi bỏ y phục nguyên soái ra, đổi mặc áo da bình thường. Y từ nhỏ sinh trưởng ở Đại Mạc, hôm nay một lần ra đi, vĩnh viễn không trở lại, trong lòng cũng thấy khó xử. Đóng cửa chiếc lều mà mình đã trú ngụ lâu ngày, đứng ngẩn ra xuất thần, nhìn thấy sắc trời đã tối, lại trở về lều của mẹ. Vừa vén cửa lều lên, đột nhiên tim đập thình thịch, chỉ thấy dưới đất có hai cái bao vứt lông lóc, mẹ đã không thấy đâu. Quách Tĩnh kêu lên hai tiếng mẹ nhưng không nghe trả lời, trong lòng cảm thấy không hay. Đang định ra ngoài tìm kiếm, đột nhiên cửa trướng mở ra, đèn lửa sáng rực. Đại tướng Xích Lão Ôn đứng ngoài cửa trướng kêu, đại hán tuyên triệu kim phò má. Sau lưng y có vô số quân sĩ đều tay cầm trường mâu. Quách Tĩnh thấy tình hình như thế, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Nếu dựa vào võ công xông bừa ra thì chắc Xích Lão Ôn không cản được, nhưng lại nghĩ thầm, mẹ đã bị đại hãn bắt đi, mình há lại có thể chạy trốn một mình. Lúc ấy bèn theo Xích Lão Ôn tới kim trướng, chỉ thấy ngoài trướng có 2000 tiễn đồng vệ sĩ của thành các tư hãn xếp hàng, tay cầm trường mâu đại kích, trận thế tề chỉnh. Xích Lão Ôn nói, đại hãn có lệnh trói người lại, tới đây thì chắc phải đắc tội rồi, xin phò mã gia đừng trách. Quách Tĩnh gật gật đầu, đưa tay chịu trói, bước vào trong trướng.
Trong trướng thắp mấy mươi ngọn đèn mở bò, chiếu sáng như ban ngày. Thành Các Tư Hãn bộ mặt giận dữ, đập bàn một cái quát: "Đại người không bạc, nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, lại đem con gái ruột hứa gả cho ngươi. Tiểu tặc, sao ngươi dám phản bội ta?" Quách Tĩnh thấy chiếc túi gấm mở ra đặt trên bàn đại hãn, biết hôm nay đã có chết không sống, bèn hiên ngang nói: "Ta là thần dân Đại Tống, há lại nghe hiệu lệnh của ngươi tấn công nước mình?" Thành Các Tư Hãn nghe y buông lời đụng chạm, lại càng tức giận quát: "Kéo y ra chém đầu!" Quách Tĩnh hai tay bị dây thừng lớn trói chặt, tám tên đao phủ thủ cầm đao đứng bên cạnh không sao chống cự, kêu lên: "Ngươi liên minh với Đại Tống đánh Kim, giữa đường lại phản bội lời thề, nói không giữ lời, sao gọi là anh hùng được?" Thành Các Tư Hãn cả giận, phóng chân đá lật cái bàn quát: "Khi ta phá Kim xong thì mình ước với Triều Tông đã kết thúc, lúc ấy Nam Hạ đánh Tống lại là bội ước à, mau chém nó đi!" Chư tướng tuy có nhiều người giao hảo với Quách Tĩnh, nhưng thấy đại hãn nổi giận đều không dám xin tha cho y. Quách Tĩnh càng không nói gì, sải chân bước ra khỏi trướng. Đột nhiên thấy Đà Lôi phóng ngựa từ Thảo Nguyên phóng mau tới, kêu lớn: "Đao Hạ Lưu Nhân!" Y nửa người trên cởi trần, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc khố da, chắc đang ngủ. Nghe được tin vội vàng tới xin, y xông thẳng vào trướng kêu lên: "Phụ Vương, Quách Tĩnh an đáp lập được công lớn, từng cứu tính mạng của cha và con, dù phạm tử tội cũng không thể chém được." Thành Các Tư Hãn nghĩ tới công lao của Quách Tĩnh bèn quát: "Dắt y vào đây!" Bọn đao phủ thủ lại dạy Quách Tĩnh vào. Thành Các Tư Hãn trầm ngâm hồi lâu nói: "Người nghĩ tới nhà Triều Tông thì có chỗ nào hay? Ngươi từng nói với ta việc Nhạc Phi y tận trung bao nước như thế, mà rốt lại vẫn bị tử tử. Ngươi đánh dẹp Triệu Tống cho ta, hôm nay trước mặt mọi người ta đáp ứng phong cho ngươi làm Tống Vương, để ngươi cai trị giang sơn Nam Triều." Quách Tĩnh nói: "Không phải tôi dám làm phản đại hãn, nhưng nếu bắt tôi bán nước cầu Vinh thì tuy phải chịu ngàn đao muôn kiếm cũng không thể vâng lệnh được." Thành Các Tư Hãn nói: "Giặc mẹ y ra đây!" Hai tên thân binh bèn giải Lý Bình sau trướng ra. Quách Tĩnh nhìn thấy mẹ kêu lên "mẹ", rồi bước lên hai bước. Đao phủ thủ dung đao chặn lại. Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Chuyện này chỉ có hai mẹ con mình biết, không biết vì sao lại bị lộ ra." Thành Các Tư Hãn nói: "Nếu chịu làm theo lời ta thì mẹ con ngươi đều được vinh hiển, nếu không thì trước hết chém mẹ ngươi làm hai đoạn. Đó là người hại đó, người hại chết mẹ mình thì trước hết đã là người bất hiếu rồi." Quách Tĩnh nghe mấy câu ấy của y chỉ hoảng sợ đứng tim, cúi đầu trầm ngâm không biết làm sao là tốt. Đà Lôi khuyên: "An đáp, người từ nhỏ đã sinh trưởng ở Mông Cổ, chẳng khác gì người Mông Cổ. Bọn tham quan Triệu Tống cầu kết với người Kim hại chết cha người, ép mẹ người không có nhà mà về. Nếu không phải phụ vương thu lưu, người làm sao có được như ngày hôm nay? Anh em ta tình sâu nghĩa nặng, ta không thể để người phải làm người bất hiếu. Mong người hồi tâm chuyển ý, tuân phục lệnh chỉ của đại hãn." Quách Tĩnh nhìn mẹ, đang định lên tiếng ưng thuận, nhưng nhớ tới lời mẹ răn dạy lúc bình nhật, lại nghĩ tới thảm trạng nhà tan người chết ở các nước phương Tây sau khi bị quân Mông Cổ chinh phục, quả thật tiến lui đều khó. Thành Các Tư Hãn hai mắt trừng trừng nhìn y, chờ y lên tiếng. Mấy trăm người trong kim trướng cũng im lặng không một hơi thở, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nói: "Ta..." rồi bước tới một bước lại không nói được nữa. Lý Bình chợt nói: "Đại hãn, e thằng nhỏ này nhất thời không nghĩ rõ được, để tôi khuyên y được không ạ?" À? Thành Các Tư Hãn cảm mừng luôn miệng nói: "Được, ngươi mau khuyên y đi." Lý Bình bước tới trước mặt, kéo tay Quách Tĩnh bước vào góc kim trướng, hai người cùng ngồi xuống. Lý Bình ôm ngang hông con, nói khẽ: 20 năm trước, ta ở thôn Ngưu Gia phủ Lâm An, đã mang con ở trong bụng. Một hôm, tuyết lớn, Khu Sử Cơ Khu đạo trưởng quen biết với cha con, tặng cho 2 thanh chủy thủ, một cho cha con, một cho Dương thúc phụ của con." Vừa nói, vừa rút trong bọc Quách Tĩnh ra ngọn chủy thủ ấy, chỉ vào 2 chữ Quách Tĩnh khắc trên chuôi, nói:
Khưu đạo trưởng đặt tên con là Quách Tĩnh, đặt tên con của Dương Thúc Phụ là Dương Khang. Con biết là có ý gì không? Quách Tĩnh nói, Khưu đạo trưởng muốn nói bọn con không được quên cái nhục Tĩnh Khang. Lý Bình nói, đúng rồi. Con nhà họ Dương nhận giặc làm cha, tới nỗi thân bại danh liệt. Chuyện đó không cần nói. Chỉ đáng tiếc là Dương Thúc Phụ một đời hào kiệt, mà con cháu về sao lại bôi nhỏ tiếng tâm anh hùng của y. Rồi hít vào một hơi nói, nhớ lại, ta năm xưa nhịn nhục chịu khổ nuôi con khôn lớn trên vùng Mông Cổ giá rét là để làm gì? Chẳng lẽ để nuôi lớn một tên gian tặc bán nước khiến cha con dưới suối vàng đau lòng hay sao? Quách Tĩnh kêu lên một tiếng mẹ, nước mắt chảy xuống ròng ròng. Lý Bình nói bằng tiếng Hán. Thành Các Tư Hãn và Đà Lôi cùng chư tướng đều không hiểu ý, nhưng thấy Quách Tĩnh rơi nước mắt, chỉ cho rằng Lý Bình tham sống sợ chết đã khuyên con ưng thuận, ai cũng mừng thầm. Lý Bình lại nói, đời người trăm tuổi, chớp mắt là qua. Việc sống chết có gì là lớn? Chỉ cần một đời hành sự không có gì phải thẹn với lòng, thì cũng không uổng làm người trên đời một dịp. Nếu người khác phụ ta, cũng không cần phải nhớ tội lỗi của họ. Còn nhớ lời của ta đó. Bà chăm chú nhìn Quách Tĩnh hồi lâu, thần sắc trên mặt vô cùng dịu dàng, nói, hài tử, con nhìn ta cho kỹ. Quách Tĩnh hai tay rời khỏi dậy, vội vàng ngăn lại, nhưng thanh chủy thủ sắc bén dị thường đã đâm ngập tới trán. Thành Các Tư Hãn giật nảy mình kêu lên, bạc lây! Tám tên đao phủ thủ không dám làm phò mã bị thương, đều ném binh khí trong tay xuống, bò rạp ra đất. Quách Tĩnh vô cùng đau thương, bế mẹ lên, một chiêu tảo đường thoái, quét ngã hai tên đao phủ thủ, giọt ra ngoài, y khuỷu tay trái hít ngược lại, đánh vào giữa ngực một tên đao phủ thủ, chát một tiếng, xương sườn gãy luôn. Các tướng kêu ầm lên, nép người sấn vào. Quách Tĩnh lui vào vách, tay trái nắm vách trướng, dùng sức giật một cái, nửa gian kim trướng đổ xuống, trùm lên các tướng. Trong lúc hỗn loạn, y ôm mẹ chạy thẳng ra ngoài. Chỉ nghe tiếng tù già vang lên gấp rút, tướng sĩ nhao nhao lên ngựa đuổi theo. Quách Tĩnh kêu lên mấy tiếng mẹ, không nghe mẹ trả lời, đưa tay lên mũi thì đã đứt hơi. Y ôm sát mẹ chạy mau trong đêm tối, chỉ nghe bốn phía người reo ngựa hí, ánh lửa sáng như sao xa. Y hoảng sợ không chọn đường chạy một hồi, nhìn thấy đông nam tây bắc đều là tướng sĩ Mông Cổ. Cho dù y thần dũng nhưng lẻ loi một mình làm sao chống được hơn 10 vạn tinh binh Mông Cổ. Nếu cưỡi trên lưng con tiểu hồng mã, dựa vào cước lực của con bảo mã, thì hoặc giả còn có thể chạy trốn. Chứ hiện đang bế xác mẹ đi chân không, thì quá thật là không thể thoát hiểm được. Y không nói một tiếng, sải chân chạy mau. Nghĩ chỉ cần chạy lên được dốc núi dựng đứng, triển khai kinh công lên đỉnh núi, thì quân tướng Mông Cổ tuy nhiều, nhưng không ai lên được. Cũng có thể tạm thời ẩn náu một lúc, sẽ tìm cách thoát thân. Đang chạy mau, chợt nghe trước mặt có tiếng hò reo ầm ầm, một đội quân mã xông tới. Dưới ánh sáng nhìn thấy rất rõ, người đi đầu là một viên đại tướng mặt đỏ râu bạc, chính là Xích Lão Ôn, một trong tứ kiệt. Quách Tĩnh nghiêng người tránh một đao của Xích Lão Ôn chém tới, không hề quay người, vẫn sấn lên xông thẳng vào trận. Quân Mông Cổ cùng bật tiếng reo ầm ầm. Quách Tĩnh tay trái giương ra, nắm được chân phải một viên thập phu trưởng, chân phải điểm xuống người đã giọt lên. Y chuyển người cưỡi trên lưng ngựa, đặt xác mẹ xuống yên ổn, rồi thuận tay ném viên thập phu trưởng xuống ngựa, cướp lấy trường mâu trong tay y, lên ngựa đặt mẹ, ném địch đoạt mâu, bốn việc liên tiếp một mạch, lúc ấy như hổ mọc cánh, hai chân kẹp một cái múa ngọn trường mâu lên, từ sau trận xông ra phía ngoài. Xích Lão Ôn lớn tiếng thúc quân đuổi theo. Tuy xông ra khỏi trận địch, nhưng hướng phóng lại ngược lại với phía dốc núi dựng đứng, càng chạy càng xa. Vậy nên phi ngựa chạy về phía nam hay chạy lên dốc núi dựng đứng phía trước, trong lòng còn do dự chưa quyết. Đại tướng Bát Nhĩ Truật
lại đã dẫn quân đánh tới. Lúc ấy Thành Cát Tư Hãn nổi giận như sấm, truyền lệnh phải bắt sống được Quách Tĩnh. Đại đội nhân mã từng lớp kéo tới bao vây, lại có vài ngàn quân mã phóng về phía nam bày trận thế trước đề phòng y chạy thoát. Quách Tĩnh xông qua đám người ngựa của Bác Nhĩ Truật, trên ngựa trên áo lốm đốm vết máu. Nếu không phải là đại hãn ra lệnh bắt sống, quân tướng Mông Cổ không dám phát tên. Lúc xung sát còn nhường nhịn ba phần thì Quách Tĩnh cho dù thần dũng cũng làm sao ra khỏi vòng vây. Y chỉ thấy xác mẹ trên tay đã lạnh ngắt, cố nín khóc, phóng ngựa về phía nam. Truy binh phía sau xa dần, nhưng trời đã hửng sáng. Đang ở giữa đất Mông Cổ, cách trung thổ hàng vạn dặm, một ngựa một thương làm sao thoát khỏi truy binh, trốn về quê cũ đây? Chạy được không bao lâu, trước mặt bụi bay mù mịt, một toán quân xông tới. Quách Tĩnh vội kéo ngựa chạy về phía đông, nào ngờ con ngựa tung sát suốt nửa đêm đã mệt mỏi chịu không nổi. Lúc ấy hai chân trước khuỵu xuống, không đứng lên được nữa. Lúc ấy tình thế đã vô cùng nguy cấp, nhưng y vẫn nhất định không chịu bỏ xác mẹ, liền tay trái bế mẹ, tay phải cầm mâu quay lại đón địch. Nhìn thấy quân mã xông tới gần, trong làn bụi bốc có tiếng gió rít, một mũi tên bắn trúng ngọn trường mâu. Mũi tên này kình lực rất mạnh, Quách Tĩnh chỉ thấy ngọn trường mâu trong tay chấn động một cái, mũi mâu đã bị bắn gãy. Kế đó lại có một mũi tên bắn vào trước ngực, Quách Tĩnh ném trường mâu xuống, giương tay chụp thì thấy mũi tên đã bị bẻ gãy đầu. Y sửng sốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một viên tướng kìm quân lại, một mình phóng tới, chính là thần tiễn tướng quân Triết Biệt năm xưa đã dạy y tiễn pháp. Quách Tĩnh kêu: "Sư phụ, người tới bắt con về có phải không?" Triết Biệt đáp: "Đúng vậy." Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Cho dù hôm nay không thoát khỏi vòng vây thì để cho người khác bắt, chẳng bằng để sư phụ lập công." Liền nói: "Được, để con chôn mẹ trước đã." Nhìn quanh, thấy bên trái có một gò đất, bèn bế mẹ lên gò, dùng ngọn mâu gãy đào hố, đặt sát mẹ vào. Thấy thanh chủy thủ còn cắm ngập vào ngực, y không nỡ rút ra, quỳ xuống lại mấy lạy, rồi vung cát lấp lại. Nghĩ tới mẹ suốt đời vất vả nuôi nấng mình thành người, không ngờ lại phải vùi thây ở đây, vô cùng đau đớn, nhưng không sao khóc được. Triết Biệt nhảy xuống ngựa, quỳ xuống cạnh mộ Lý Bình lại bốn lại, đưa hết ống tên cung sắt trường mâu cho Quách Tĩnh, lại dắt con ngựa của mình tới, nhét dây cương vào tay Quách Tĩnh nói: "Người đi đi, e rằng sau này chúng ta không còn gặp lại nhau đâu." Quách Tĩnh ngạc nhiên kêu lên: "Sư phụ!" Triết Biệt nói: "Năm xưa người xả thần cứu ta, chẳng lẽ ta không phải nam tử hán đại trượng phu, không dám xả thần cứu người sao?" Quách Tĩnh nói: "Sư phụ, người phạm quân lệnh của đại hán, tai họa không có nhỏ đâu." Triết Biệt nói: "Nghĩ ta đánh đồng dẹp Tây, lập được không ít công lao hãn mã, đại hán nhiều lắm là đánh đòn ta, chứ không đến nỗi chém đầu. Người chạy mau đi thôi." Quách Tĩnh vẫn còn do dự. Triết Biệt nói: "Ta chỉ sợ thuộc hạ không tuân lệnh, nên lần này chỉ đem theo bộ thuộc cũ của người lúc Tây Chinh. Người cứ bước qua hỏi thử xem, họ có tham vào sang mà bắt ngươi không?" Quách Tĩnh dắt ngựa bước tới gần, tướng sĩ nhất tề xuống ngựa, lại rạp xuống đất nói: "Bọn tiểu nhân kính tiễn tướng quân về nam." Quách Tĩnh nhìn ra quả nhiên đều là những tướng sĩ bộ thuộc cũ từng theo y ra sống vào chết, xông thành hãm trận. Trong lòng cảm động nói: "Ta đắc tội với đại hãn, theo lẽ phải bị hành hình. Các người thả ta chạy trốn, nếu đại hãn biết, ắt sẽ bị phạt nặng đó." Các tướng sĩ nói: "Tướng quân đối xử với chúng tôi ân nghĩa như núi, không dám phụ ơn." Quách Tĩnh thở dài một tiếng, đưa tay chào mọi người, cầm thương lên ngựa, đang định phóng ngựa đi, chợt thấy trước mặt bụi bay mịt mù, lại có một đội quân mã kéo tới. Triết Biệt, Quách Tĩnh và các tướng sĩ đều biến sắc. Triết Biệt tự nhủ: "Mình liều mạng chịu phạt theo Quách Tĩnh đi, nhưng nếu đánh nhau với quân nhà thì là công nhiên làm phản rồi." Bèn kêu lên: "Quách Tĩnh chạy mau!" Chỉ nghe quân phía trước quát lớn: "Không được làm phò mã gia bị thương!" Mọi người sửng sốt, chỉ thấy đội quân kia kéo tới gần, giương cao cờ hiệu của Tứ Dương Tử. Trong đám bụi
Đà Lôi phóng ngựa mau tới, trong chớp mắt đã tới gần. Nguyên là y cưỡi con tiểu hồng mã của Quách Tĩnh. Y thúc ngựa tới gần thì tung người nhảy xuống nói: "An đáp, ngươi chưa bị thương chứ?" Quách Tĩnh nói: "Không sao, sư phụ Triết Biệt đang muốn bắt ta về gặp đại hãn." Y cố ý che giấu cho Triết Biệt để thành các tư hãn không biết được nội tình. Đà Lôi liếc xéo Triết Biệt một cái nói: "An đáp, ngươi cưỡi con tiểu hồng mã mà chạy mau đi." Lại đặt một cái bao lên yên ngựa nói: "Trong này có 10 lượng vàng, anh em ta còn có ngày gặp lại." Kẻ sĩ hào kiệt gặp tình thế ấy cũng không cần nói nhiều. Quách Tĩnh nhảy lên con tiểu hùng mã nói: "Người nói em qua tranh bảo trọng, lấy người khác đi, đừng nghĩ tới ta nữa." Đà Lôi thở dài một tiếng nói: "Em qua tranh vĩnh viễn không lấy người khác đâu. Ta thấy nó nhất định sẽ xuống Nam tìm ngươi, lúc ấy ta sẽ sai người hộ tống." Quách Tĩnh vội nói: "Không, không cần tìm ta. Vả lại, đừng nói trời đất mênh mông khó mà tìm được, cho dù có gặp lại cũng chỉ càng thêm phiền muộn mà thôi." Đà Lôi im lặng, hai người nhìn nhau không nói câu nào. Qua hồi lâu, Đà Lôi nói: "Đi đi, ta tiễn ngươi một đoạn." Hai người sóng ngựa phóng về phía nam, đi hơn 30 dặm. Quách Tĩnh nói: "Hàng đáp, tiễn đưa 1000 dặm cũng phải chia tay, ngươi về đi thôi." Đà Lôi nói: "Ta đưa người thêm một đoạn nữa." Lại đi hơn 10 dặm, hai người xuống ngựa chào nhau, rơi lệ chia tay. Đà Lôi nhìn thấy bóng Quách Tĩnh nhỏ dần, dần dần chỉ còn là một đốm đen trên đại mạc, cuối cùng mất hẳn. Nhìn về phía nam, đứng lặng hồi lâu, mới buồn rầu trở về. Quách Tĩnh phi ngựa đi mau được mấy hôm, đã rời khỏi nơi nguy hiểm. Trên đường về nam, khí trời ấm dần. Dọc đường, sau cơn binh lửa, nhà cửa thành Quách điêu tàn, xác chết đầy đường. Những điều nghe thấy đều là việc cay mắt đau lòng. Một hôm, tới một ngôi đình hỏng, tạm nghỉ chân, trên vách đề mấy hàng chữ. Thơ thời Đường có câu: "Róc rách khe quanh bóng nắng tà, chỉ nghe tiếng quạ vẳng xa xa. Ngàn thôn muôn xóm như hàng thực, khói bếp không bay chỉ thấy qua. Nay giang sơn gấm dốc của chúng ta đã biến thành chiến trường của quân mọi rợ, sinh dân đồ thán còn hơn trong bài thơ này nữa." Quách Tĩnh nhìn thấy mấy hàng chữ ấy, ngẩn người xuất thần, nỗi buồn kéo tới không kìm được ứa nước mắt. Y lang thang rong ruổi không biết đi đâu. Chỉ trong một năm mà mẹ, Hoàng Dung, sư phụ, những người thân thiết trên đời đã lần lượt ra đi. Âu Dương Phong hại chết Ân Sư và Hoàng Dung thì vốn có thể tìm y trả thù, nhưng vừa nghĩ tới hai chữ trả thù thì cảnh tượng thảm sát toàn thành ở Qua Thích Tử Mô lại lập tức hiện ra. Hối hận rằng tuy trả được thù cha, nhưng làm hại không biết bao nhiêu bách tính vô tội, trong lòng làm sao yên ổn được. Xem ra việc trả thù ấy chưa chắc đã là phải. Bấy nhiêu ý nghĩ kéo tới trong lòng: mình một đời khổ luyện võ nghệ, luyện tới mức như bây giờ có làm được gì? Ngay cả mẹ và Dung Nhi cũng không bảo vệ được thì luyện võ nghệ có ích lợi gì? Mình dốc lòng muốn làm người tốt, nhưng rốt lại để cho ai sung sướng chứ? Mẹ và Dung Nhi vì mình mà chết, em qua tranh thì vì mình mà đau khổ suốt đời. Đúng là mình làm hại không biết bao nhiêu người. Bọn Hoàng Nha Hùng Liệt, Ma Ha Mạc tự nhiên là người xấu, nhưng Thành Các Tư Hãn thì sao? Ông giết Hoàng Nha Hùng Liệt cũng gọi là người tốt, nhưng lại sai mình đi đánh Đại Tống. Ông nuôi mẹ con mình 20 năm, rốt lại bất tử mẹ mình. Mình kết nghĩa huynh đệ với Dương Khang, nhưng hai người thủy chung lòng dạ khác nhau. Tỷ tỷ một niệm từ là người tốt, tại sao lại dốc lòng yêu thương Dương Khang như vậy? Đà Lôi An đáp, tâm đầu ý hợp với mình. Nếu y mang quân tấn công phía nam thì mình có phải gặp y trên chiến trường đánh nhau sống chết hay không? Không, không. Mỗi người đều có mẹ, đều là mẹ mình mang thai 10 tháng sinh ra, khổ cực vất vả nuôi đến khi lớn lên. Mình làm sao giết con cái người khác để mẹ họ đau lòng? Họ không nỡ giết mình, mình cũng không nỡ giết họ. Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc họ tới tàn sát bách tính Đại Tống của chúng ta?
học võ là để đánh người, giết người. Xem ra 20 năm qua mình đều lầm cả. Mình cứ chăm chăm khổ luyện, rốt lại chỉ hại người. Nếu sớm biết thế này, mình không biết một chút võ nghệ nào lại hay. Nhưng nếu không học võ thì làm được chuyện gì? Mình sống trên đời rốt lại để làm gì? Trong mấy mươi năm tới mình phải làm gì đây? Sống là tốt hay chết sớm đi là tốt? Nếu sống thì bây giờ đắp tiền não không biết bao nhiêu, về sau càng ngày lại càng nhiều hơn. Mà nếu sớm chết đi thì lúc đầu mẹ mình sinh mình làm gì? Lại cần gì phải vất vả nuôi mình khôn lớn? Bấy nhiêu ý nghĩ trở đi trở lại, càng nghĩ càng mờ mịt. Liên tiếp mấy ngày y không ăn không ngủ, lần mò trên đồng ruộng, chỉ nghĩ ngợi bấy nhiêu việc. Lại nghĩ mẹ và các vị ân sư trước nay vẫn dạy mình làm người phải trọng nghĩa thủ tính, vì thế mình tuy rất yêu thương Dung Nhi nhưng thủy chung vẫn không bỏ hôn ước của đại hãn. Kết quả là không những làm mẹ và Dung Nhi chết uổng mà đại hãn đà lôi qua tranh, trong lòng cũng có gì vui sướng đâu. Bảy vị ân sư Giang Nam Thất Hiệp và Hồng ân sư đều là kẻ sĩ hiệp nghĩa, cũng không ai có chung cục tốt đẹp. Âu Dương Phong và Cầu Thiên Nhận làm nhiều điều bất nghĩa thì vẫn tiêu dao tự tại. Trên thế gian rốt lại còn có đạo trời lẽ trời không? Ông trời rốt lại có mắt hay không? Hôm ấy tới một tiểu trấn thuộc phủ Tế Nam Sơn Đông, y vào một tửu quán uống rượu giải sầu một mình. Vừa uống được vài chén, chợt một hán tử xông vào cửa, chỉ mặt y ngoác mồm chửi: "Thằng giặc thác đát hai ta nhà phá người chết, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi." Nói xong dung quyền đánh vào giữa mặt y. Quách Tĩnh giật mình, tay trái lật ra một cái nắm cứng cổ tay y, xô nhẹ ra, người ấy ngã lăn ra đất, rõ ràng không hề biết võ công. Quách Tĩnh thấy vô ý mà hất y ngã, vỡ đầu chảy máu, vô cùng hối hận, vội đưa tay đỡ y dậy nói: "Đại ca, ngươi nhận lầm người rồi đó." Người kia gào lên be be, chỉ chửi: "Thằng giặc thác đát!" Ngoài cửa lại có mấy mươi hán tử xông vào, sấn tới dung quyền phóng cước đánh đá. Quách Tĩnh mấy hôm ấy đã biết võ công làm hại người, quyết ý không đồng thủ với ai. Lại thêm những người này đều không quen biết, lại không biết võ nghệ, chỉ đánh bừa đá ẩu. Lúc ấy tránh đông né tây, không hề đánh trả. Nhưng bên ngoài người kéo tới càng lúc càng đông, đứng dày đặc khắp trong ngoài quán rượu. Rốt lại y cũng bị đánh trúng mấy đòn. Y đang muốn giận kình xô mọi người ra, chạy ra khỏi quán, chợt nghe ngoài cửa có người cao giọng nói: "Tĩnh Nhi, người ở đây làm gì vậy?" Quách Tĩnh ngẩn nhìn, thấy người ấy mặc đạo bào, râu dài phất phơ, chính là Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ. Trong lòng cả mừng, kêu lên: "Khưu đạo trưởng, đám người này không biết vì sao lại đánh con đó." Khưu Sử Cơ hai tay dung ra hai bên, rẽ mọi người ra, bước tới kéo Quách Tĩnh ra ngoài. Mọi người theo sau đánh đá chửi bới, nhưng Khưu Quách hai người sải chân chạy mau. Quách Tĩnh gọi con tiểu hồng mã chạy theo. Trong giây lát, hai người một ngựa đã chạy ra đồng trống, bỏ đám người phía sau mất hút. Quách Tĩnh kể chuyện đám người kia vô cớ đánh mình. Khưu Sử Cơ cười nói: "Người mặc quần áo theo lối Mông Cổ, họ chửi người là người thác đát thôi." Kế nói việc quân Mông Cổ giao chiến với quân Kim ở một dải Sơn Đông. Bách tính ở đó đã chịu khổ vì quân Kim đã lâu, lúc đầu ra sức giúp đỡ quân Mông Cổ. Nào ngờ tướng sĩ Mông Cổ cũng tàn ngược như người Kim, đem sự tàn bạo này thay sự tàn bạo kia, cướp bóc, đốt phá, giết chóc, hãm hiếp, lại càng hại bách tính thêm khổ. Đại đội quân Mông Cổ tràn qua, bách tính không dám làm gì. Nhưng quan binh chỉ cần có ai rơi lại phía sau thì đều bị bách tính đánh chết. Khưu Tử Cơ lại hỏi: "Vậy rồi người cứ để cho họ đánh nè. Ngươi nhìn xem, trên người ngươi có bao nhiêu là vết bầm tím kìa." Quách Tĩnh thở dài một tiếng, kể lại việc đại hãn
ra mật lệnh tấn công phương Nam, bức tử mẹ y. Khâu Sử Cơ hoảng sợ nói, Thành Các Từ Hãn đã có kế sách đánh tống. Chúng ta phải mau mau Nam Hạ bao cho triều đình sớm phòng bị chứ. Quách Tĩnh lắc đầu nói, như thế có gì hay? Kết quả chỉ khiến cho tướng sĩ đôi bên đánh nhau thầy chất thành núi. Bách tính thì nhà phá người chết thôi. Khâu Sử Cơ nói, nếu nhà Tống mất về Mông Cổ thì bách tính càng chịu khổ nhiều hơn. Quách Tĩnh nói, Khâu đạo trưởng, còn có rất nhiều việc không hiểu được, muốn thỉnh giáo người chỉ điểm. Khâu Sử Cơ kéo tay y tới ngồi dưới một gốc cây hòe, nói, người nói đi. Quách Tĩnh lúc ấy đem tất cả những suy nghĩ về việc sai đúng khó biết rõ, học võ cũng vô ích trong mấy hôm rồi nói ra. Sau cùng thở dài nói, đệ tử lập chí suốt đời này không tranh đấu với người ta nữa, chỉ hận là không thể quên tất cả võ công đã học được. Chỉ vì luyện võ lâu ngày đã quen tay, mới rồi á bất cẩn một cái xô người ta ngã vỡ đầu chảy máu. Khâu Sử Cơ lắc đầu nói, Tịnh Nhi, người nghĩ như vậy không đúng rồi. Mấy mươi năm trước, bi kiếp võ lâm Cửu Âm Chân Kinh xuất hiện trên đời, không biết bao nhiêu hào kiệt giang hồ đã vì nó mà chuốc cái họa sát thân. Vì sao luận kiếm ở Hoa Sơn, sư phụ ta là Trùng Dương chân nhân đứng đầu quần hùng, đoạt được chân kinh. Lão nhân gia người vốn đã định quỷ đi, nhưng về sau lại nói, nước có thể chờ thuyền, nhưng cũng có thể làm lật thuyền. Là phúc hay họa thì còn tùy ở người dùng. Rốt lại vẫn giữ bộ kinh thư ấy cho đến nay. Những văn tài võ lược, võ khí sắc bén trên đời, không gì không thể tạo phúc cho người, mà cũng không gì không thể gây họa cho đời. Chỉ cần người dốc lòng làm thiện thì võ công càng cao cường càng tốt, cần gì mà phải quên đi chứ. Quách Tĩnh trầm ngâm hồi lâu rồi nói, lời của đạo trưởng tuy không có sai, nhưng nghĩ tới chuyện đời hôm nay, hảo hán giang hồ đều khen Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, bốn người là võ công cao cường nhất. Nhưng đệ tử nghĩ lại, nếu muốn luyện võ công tới mức bốn vị tiền bối ấy thì thiên nan vạn nan, mà cho dù tới được mức ấy thì cũng có ích gì cho người, cho mình đâu. Khâu Sử Cơ ngẩn người ra hồi lâu mới nói, Hoàng Dược Sư vì hẹp hòi kỳ quái, tuy vì hận đời ghét tục, nhưng trong lòng cũng có nỗi khổ khó nói ra. Nhưng chỉ làm điều mình cho là đúng, trước nay không nghĩ gì tới người khác, ta thấy không được. Âu Dương Phong làm ác nhiều bề thì không cần phải nói nữa. Đoàn Hoàng Gia từ hòa khoan hậu, nếu làm vô một cõi thì vốn có thể tạo phúc cho bách tính. Nhưng y lại vì một chút ân oán nhỏ trong đời ẩn cư, cũng không thể kể là người đại nhân đại dũng. Chỉ có Hồng Thất Công, Hồng Ban Chủ, hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phù nguy, ta đối với ông ta mới không phục sát đất. Lần luận kiếm ở Hoa Sơn lần thứ hai trong chớp mắt sẽ tới. Cho dù có ai võ công cao hơn Hồng Thất Công thì cái sĩ hào kiệt trong thiên hạ vẫn cứ tôn Hồng Thất Công là người đứng đầu võ lâm hiện nay. Quách Tĩnh nghe tới mấy chữ luận kiếm ở Hoa Sơn, trong lòng hoảng sợ nói, thương thế của ân sư con đã khỏi hẳn chưa? Lão nhân gia người có tới Hoa Sơn phó ước không? Khâu Sử Cơ nói, sau khi ta từ Tây Vực trở về cũng chưa gặp Hồng Ban Chủ, nhưng bất kể ông có xuất thủ hay không thì nhất định cũng sẽ tới Hoa Sơn. Ta cũng đang vì chuyện đó mà đi qua đây, người theo ta đi xem không? Quách Tĩnh trong mấy hôm ấy trong lòng nguội lạnh, thấy việc tranh bá quyết thắng rất phiền phức, lắc đầu nói, thôi đệ tử không có đi đâu, xin đạo trưởng đừng có trách nha. Khâu Sử Cơ nói, chừ người định đi đâu? Quách Tĩnh thẫn thờ đáp, đệ tử cũng không biết, đi đâu cũng vậy thôi à. Khâu Sử Cơ thấy thần sắc y phờ phạc, hình dung tiều tụy như vừa mắc bệnh nặng mới khỏi, trong lòng rất lo lắng. Nhưng tuy gợi chuyện đủ cách mà Quách Tĩnh vẫn cứ lắc đầu không nói. Khâu Sử Cơ nghĩ thầm, trước này y giống như lời Hồng Ban Chủ, nếu y tới Hoa Sơn thầy trò gặp nhau hoặc có thể khiến y trở lại như cũ, ra dáng con người. Nhưng làm sao khuyên y đi đây?
đột nhiên nhớ lại một chuyện, bèn nói: "À, Tĩnh Nhi, ngươi muốn quên tất cả những võ công đã học được thì cũng có cách rồi đó." Quách Tĩnh nói: "Thật à?" Khương Tử Cơ nói: "Trên đời có một người lúc vô y học được võ công thường thạng trong Cửu Âm chân kinh, nhưng về sau lại nghĩ việc ấy là trái với lời thề, phụ mất lời dặn dò của người khác, nên rốt lại đã cố gắng quên được tất cả các võ công ấy. Người muốn học thì không đi thỉnh giáo ông ta không xong." Quách Tĩnh nhảy bật dậy kêu lên: "Đúng rồi, là Chu Bá Thông, Chu đại ca." Rồi lập tức nhớ lại Chu Bá Thông là sư thúc của Khưu Tử Cơ, mình lại buộc miệng kêu y là đại ca. Ha, không phải là còn cao hơn Khưu Tử Cơ một bậc, không kìm được vô cùng xấu hổ. Khưu Tử Cơ cười khẽ một tiếng nói: "Chu sư thúc trước này cũng không phân biệt tôn ti lớn nhỏ giữa bọn ta, người thích thế nào thì cứ gọi thế ấy, ta không để ý đâu." Quách Tĩnh nói: "Gì, y ở đâu?" Khưu Tử Cơ nói: "Lần luận kiếm này ở Hoa Sơn nhất định Chu sư thúc sẽ tới." Quách Tĩnh nói: "Được, vậy thì con theo đạo trưởng lên Hoa Sơn." Hai người đi tới thị trấn phía trước. Quách Tĩnh bỏ tiền ra mua cho Khưu Tử Cơ một con ngựa. Hai người sống cương cùng đi. Không chỉ một ngày, dần dần đã tới dưới núi Hoa Sơn. Được gọi là Tây Nhạc trong Ngũ Nhạc. Người xưa ví Ngũ Nhạc với Ngũ Kinh, nói Hoa Sơn là Kinh Xuân Thu, chủ về oai nghiêm tiêu sái, hiểm trở cheo leo nhất trong các danh sơn trên thiên hạ. Hai người tới đình Sơn Tôn ở cửa núi phía nam, chỉ thấy bên cạnh đình mọc 12 dây mây long đằng, ngoằn ngoèo nhiều đốt, nhánh chĩa lên không giống hệt con rồng đang bay. Quách Tĩnh nhìn thấy nhánh mây già bay lên không như thế, đột nhiên nhớ tới chiêu Phi Long Đại Thiên. Chỉ cảm thấy theo tổng cương của Cửu Âm chân kinh thì có thể dựa theo tư thế của 12 dây này sáng chế ra 12 chiêu quyền lộ cổ kính mạnh mẽ. Đang lúc xuất thần, đột nhiên giật mình nhớ lại, mình chỉ mong quên hết những võ công đã học, tại sao lại còn nghĩ tới chuyện chiêu số mới mẻ, nghiên cứu cách thức đá thương người khác. Mình chìm đắm sâu như thế, quá thật là không còn thuốc nào cứu chữa rồi. Chợt nghe Khưu Tử Cơ nói: "Hoa Sơn là linh địa của đạo gia ta. 12 dây mây long đằng lớn này tương truyền là do Hy Di tiên sinh Trần Đoàn lão tổ trồng." Quách Tĩnh nói: "Trần Đoàn lão tổ à? Đó có phải là vị tiên trưởng ngủ suốt năm không dậy không?" Khưu Tử Cơ nói: "Trần Đoàn lão tổ sinh ở thời Đường Mạc, trải qua năm đời Lương Đường Tấn Hán Chu. Mỗi khi nghe thay đổi triều đại thì đều buồn rầu không vui, đóng cửa nằm cao. Thế gian đồn ông ngủ một giấc cả năm trời, thật ra chỉ là ông ta lo lắng vì thiên hạ phân tranh, bách tính chịu khổ, không muốn ra cửa mà thôi. Đến khi nghe Tống Thái Tổ lên ngôi, lại hô hô cười rộ, vui mừng tới nỗi ngã lăn từ lưng lừa xuống đất, nói thiên hạ từ nay được thái bình rồi. Tông Thái Tổ nhân hậu thương dân, bách tính trong thiên hạ quả thật được nhiều điều hay từ ông ta." Quách Tĩnh nói: "Nếu Trần Đoàn lão tổ sống vào thời này, chắc cũng không khỏi lại phải đóng cửa ngủ hết năm này sang tháng khác đâu ha." Khưu Sử Cơ thở dài một tiếng nói: "Mông Cổ dây lên ở phương Bắc, có ý Nam Tâm,
vua tôi nhà Tống lại hôn mê tầm thường như vậy, nhìn thấy thế cục của thiên hạ đã không làm gì được nữa rồi. Nhưng nam tử chúng ta biết rõ là không làm gì được cũng phải làm. Hy Di tiên sinh tuy là cao nhân, nhưng lo đời mà rủ tay áo nằm cao lại không phải là lối hành sự của kẻ nhân danh hiệp sĩ. Quách Tĩnh im lặng. Hai người đẩy ngựa lại dưới chân núi, thông thả lên núi, qua bãi đào hoa, vượt hẻm Hy Di. Lên bãi Sa Mộng, đường núi càng đi càng hiểm trở. Lúc lên tới cửa Tây Quyền, phải bám vào dây sắt mà lên. Hai người đều là một thân kinh công thượng thừa, chỉ trong khoảnh khắc đã lên tới. Lại đi thêm 7 dặm tới bãi Thanh. Qua khỏi bãi thì đá núi lởm chởm. Trên sườn phía bắc có đá lớn chặn đường. Khưu Sử Cơ nói, tảng đá này gọi là Đồng Tâm Thạch. Qua khỏi đó đường núi càng hiểm trở, du khách tới đây đều phải quay lại. Từ xa nhìn thấy một ngôi thạch đình nho nhỏ. Khưu Sử Cơ nói, đó chính là Đô Kỳ Đình. Tương truyền Tông Thầy Tổ và Hy Di tiên sinh từng đánh cờ vây ở đó, đem núi Hoa Sơn làm vật đánh cuộc. Tông Thầy Tổ thua, từ đó đất đai trong núi Hoa Sơn không phải đóng thuế nữa. Quách Tĩnh nói, Thành Các Tư Hãn, Quốc Dương Hoa Thích Tử Mô, Hoàng đế Đại Kim Đại Tống đều như lấy thiên hạ làm vật để đánh cuộc. Mọi người cùng đánh cờ. Khưu Sử Cơ gật đầu nói, đúng vậy. Tĩnh Nhi, mấy năm này người học hành suy nghĩ rất có kiến thức, đã không còn là một gã tiểu tử ngốc ngờ ngờ nghệch nghệch như lúc trước nữa rồi. Lại nói, bây nhiều các đế vương nguyên soái lấy thiên hạ làm vật đánh cuộc, thua thì không chỉ thua mất giang sơn mà tính mạng của mình, mà còn làm cho bách tính trong thiên hạ phải chịu khổ. Lại qua hẻm Thiên Xích, hẻm Bách Xích, người đi phải nghiêng người mới lách qua được. Quách Tĩnh nghĩ thầm, nếu có địch nhân ở đây đột nhiên ra tay tập kích thì thật khó mà chống cự. Tâm niệm vừa động, chợt nghe phía trước có người quát lớn, Khưu Sử Cơ, hôm trước ở Lầu Yên Vũ đã tha mạng cho người, lại còn lên Hoa Sơn để làm gì? Khưu Sử Cơ vội bước mau tới vài bước, chiếm chỗ lõm trên sườn núi, mới ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy 4 người bọn Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Linh Trí Thượng Nhân, Hầu Thông Hải đang đứng một hàng ở đầu bên kia đường núi. Lúc Khưu Sử Cơ lên núi, đã nghĩ tới chuyến đi này nhất định sẽ gặp bọn đại địch Âu Dương Phong, Cừu Thiên Nhận. Nhưng Chu Bá Thông, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh đều tới, cũng có thể đối địch được. Nhưng không ngờ bọn Sa Thông Thiên cũng có gan lên núi. Chỗ y đứng tuy hơi rộng rãi bằng phẳng, nhưng địa thế vẫn rất hiểm trở. Chỉ cần bị địch nhân tô một cái, nhất định phải ngã xuống vực sâu vạn trượng. Việc tới lúc nguy cấp không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, soạt một tiếng rút trường kiếm ra, một chiêu bạch hồng kinh thiên phóng vào Hầu Thông Hải. Thấy trong 4 địch nhân chỉ có Hầu Thông Hải yếu nhất, lại bị gãy một cánh tay, nên kiếm ấy là đánh vào chỗ yếu của bên địch. Hầu Thông Hải thấy kiếm chiêu lợi hại, đành nghiêng người tránh qua, một tay nhấc ngọn tam cổ xoa lên đỡ. Phán quan bút của Bành Liên Hổ và đồng bạc của Linh Trí Thượng Nhân hai bên giáp kích, rõ ràng muốn đẩy Khưu Sử Cơ rơi xuống vực. Khưu Sử Cơ kiếm dính vào tam cổ xoa của Hầu Thông Hải một cái, kinh lực dẫn tới mũi kiếm. Vừa mượn lực một cái, thân hình đã bay lên không, vọt qua đầu Hầu Thông Hải. Bình khí của Bành Liên Hổ và Linh Trí Thượng Nhân đánh vào vách đá trên núi, lửa bắn tung tóe. Sa Thông Thiên trong miếu Thiết Thương bị mất một cánh tay, lúc ấy vết thương còn chưa lành hẳn. Thấy sư đệ làm lỡ việc, lập tức dùng thuật di hình quán dị định chặn ngang trước mặt Khưu Sử Cơ. Chỉ thấy Khưu Sử Cơ kiếm quang chớp chớp, đâm mau mấy chiêu. Sa Thông Thiên thân hình vừa chớp lên chưa kịp chặn lại, đã bị y sấn mau tới trước mặt. Sa Bành hai người cao giọng quát tháo, từ phía sau đuổi tới. Khưu Sử Cơ quay kiếm đón đỡ mấy chiêu. Linh Trí Thượng Nhân dung đồng bạc xông tới, 3 món binh khí tấn công ráo riết. Thấy Khưu Sử Cơ tình thế nguy cấp, Quách Tĩnh vốn định xông lên cướp viện, nhưng cảm thấy động thủ với người là việc vô cùng xấu xa. Thấy đôi bên đánh nhau kịch liệt, cảm thấy rất chán ghét, lúc ấy quay đi không nhìn, bám mây vịnh cỏ theo đường khác xuống núi.
y thông thả bước đi. Hai ý nghĩ trong lòng không ngừng chống đối nhau. Nên xông lên giúp đỡ Khưu đạo trưởng, hay quá thật từ nay trở đi, không động võ với người khác. Y càng nghĩ càng thấy hồ đồ nghĩ ngợi. Nếu mà Khưu đạo trưởng bị bọn Bành Liên Hổ hại chết, ha, chẳng phải toàn là do mình không đúng. Nhưng nếu xông lên giúp đỡ, đánh bọn Bành Liên Hổ rơi xuống vực, thì rốt lại, có nên hay không? Y càng đi càng xa, sau cùng không nghe tiếng binh khí chạm nhau nữa. Một mình ngồi trên tảng đá, ngơ ngẩn xuất thần. Qua hồi lâu, chợt nghe sau cây thông bên cạnh, có một tiếng sáo vang lên. Một người sau gốc tùng nhô ra. Quách Tĩnh quay lại thấy người ấy tóc trắng mặt hồng. Chính là Sâm Tiên lão quái Lương Tử Ông. Lúc ấy cũng không đếm xỉa gì tới, vẫn cứ tập trung suy nghĩ. Lương Tử Ông lại giật nảy mình, biết Quách Tĩnh võ công tiến triển rất xa, mình đã sớm không phải là địch thủ, lập tức co người lại núp sau gốc cây. Núp một lúc thấy y vẫn không đuổi theo, lại thấy y thần hồn lạc phách, mặt mày đăm chiêu, không ngừng lẩm bẩm một mình như bị trúng tà, nghĩ thầm: thằng tiểu tử này hôm nay có vẻ kỳ quái, cứ thử y xem. Y không dám tới gần, nhặt một viên đá ném vào lưng Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nghe tiếng gió, nghiêng người tránh qua, vẫn không đếm xỉa gì tới. Lương Tử Ông bạo gan hơn, từ sau gốc cây bước ra, tiến tới vài bước, hạ giọng gọi: Quách Tĩnh, ngươi làm gì ở đó vậy? Quách Tĩnh nói: ta đang nghĩ xem dùng võ công đả thương người khác là nên hay không nên. Lương Tử Ông sửng sốt, kể cả mừng nghĩ thầm: thằng tiểu tử này quả là ngu ngốc tới mức khốn khổ. Lại bước tới mấy bước nói: đả thương người khác là việc vô cùng xấu xa, tự nhiên là không nên rồi. Quách Tĩnh nói: ngươi cũng nghĩ như vậy à? Ta đang mong có thể quên hết tất cả võ công đã học được đó. Lương Tử Ông thấy y nhìn ra chân trời xuất thần, thông thả bước tới sau lưng y, dịu dàng nói: ta cũng đang hết sức để quên võ công của mình, để ta giúp người một tay có được không? Quách Tĩnh nói: tốt lắm, người nói ta nên làm thế nào đây? Lương Tử Ông nói: ta có cách hay. Hai tay vung ra, đột nhiên dùng đại cầm nã thủ nắm vào huyệt thiên trụ trên cổ và huyệt thần đường sau lưng y. Quách Tĩnh đang sửng sốt thì thấy toàn thân đã tê rần, không còn cách nào động đậy. Lương Tử Ông cười hung dữ nói: ta hút hết máu tươi của ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn không biết võ công. Rồi há miệng cắn vào cổ họng Quách Tĩnh, dùng sức hút máu, nghĩ thầm: mình vất vả nuôi được một con báo xà mà bị thằng tiểu tử ngốc này hút hết máu, đến nỗi y võ công càng ngày càng cao, còn mình thì chẳng có chút tiến bộ gì, không uống máu tươi của y thì không lấy gì mà bù đắp lại được. Tuy việc xảy ra đã lâu, máu con báo xà chưa chắc đã còn công hiệu, nhưng y cũng không đếm xỉa gì tới. Biến cố xảy ra bất ngờ, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy trên cổ đau buốt, mắt nảy đom đóm, vội vàng dẫn kình giật ra. Nhưng hai đại huyệt đã bị địch nhân giữ chặt, toàn thân không sử được nửa điểm kình lực. Chỉ thấy Lương Tử Ông hai mắt đầy vằn đỏ, vẻ mặt vô cùng hung ác cắn vào cổ y, càng cắn càng mạnh. Chỉ cần cổ họng bị y cắn đứt thì làm sao còn được tính mạng? Đang lúc nguy cấp, cũng không còn thời gian để nghĩ có nên động võ với người ta hay không, lập tức sử dụng công phu dịch cân đoàn cốt. Một luồng chân khí từ đan điền xông lên, thúc vào hai quyệt thiên trụ thần đường. Lương Tử Ông hai tay nắm rất chặt. Nào ngờ trong huyệt đạo của đối phương đột nhiên có một luồng lực đạo hất ra. Y cảm thấy hổ khẩu chấn động, không tự chủ được buông tay ra. Quách Tĩnh cúi đầu hít vai, dẫn lực vào lưng. Lương Tử Ông chân đứng không vững, thân hình đột nhiên trượt qua vai Quách Tĩnh, trong tiếng kêu thảm rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng. Tiếng gào thảm dội lại trong hang núi, tiếng vọng bốn phía càng vang càng nhiều, càng vang càng to. Quách Tĩnh nghe thấy bất giác nổi da gà. Qua hồi lâu y mới định thần, sờ sờ vết thương trên cổ, mới nhớ là trong lúc vô ý đã dùng võ công giết chết một người. Nhưng lại nghĩ, mình không giết y
y cũng giết mình. Nếu mình giết y là không phải, thì chẳng lẽ y giết mình là phải sao? Thò đầu nhìn xuống vực, thấy vực sâu không thấy đáy. Tâm tiên lão quái không biết đã chôn thây ở đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 80 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung.